Go Hee Sun, An Che Huynh gây choáng với cuộc sống hiện tại sau 2 năm ly hôn chấn động. Go Hee Sun đóng cặp với An Che Huynh trong bộ phim Blood vào năm 2015. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức nên duyên vợ chồng một năm sau đó. Họ vẫn luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi hoàn hảo, giản dị và ngọt ngào của showbiz Hàn. Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ khi Go Hee Sun bất ngờ tố An Che Huynh ngoại tình, thiếu quan tâm dẫn đến mâu thuẫn trong hôn nhân. Phía An Che Huynh lên tiếng phủ nhận những gì Go Hee Sun lên án. Sau khi bôi xấu Che Huynh trên mạng xã hội, Hee Sun quyết định đường ai nấy đi với anh. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7 năm 2020. Thời điểm đó, một nguồn tin thân cận An Che Huynh tiết lộ nam diễn viên muốn nhanh chóng kết thúc vụ ly hôn bởi tâm trạng anh rất tồi tệ. Phía luật sư của Go Hee Sun cũng cho biết cô đã đồng ý ly hôn trong hòa bình. Vì lùm xùm trên, Go Hee Sun đã thông báo giải nghệ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô lại quay trở lại hoạt động nghệ thuật, sản xuất phim ngắn, ra album và đảm nhận cương vị ban giám khảo của liên hoan phim. Nữ diễn viên Vườn Sao Băng cũng thể hiện sự cao thượng của mình khi yêu cầu khán giả tha thứ cho chồng cũ để anh có cơ hội tái xuất. Bản thân cô không ít lần chia sẻ có nhiều người theo đuổi và cô cũng tìm được bạn trai mới hậu ly dị. Tuy nhiên, gần đây, Go Hee Sun lại úp mở chuyện đã dứt tình với người này. Về phần anh Che Huynh, cú sốc ly hôn đã khiến anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần. Có thời gian Che Huynh mất kiểm soát về cân nặng và bị trầm cảm. Vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, Mỹ Nam này dày dặn tham gia show truyền hình. Anh có ra mắt sách cách đây không lâu và mới đến Việt Nam tham dự sự kiện. Tuy nhiên, anh Che Huynh vẫn chưa xác nhận quay lại màn ảnh nhỏ. Tháng 7 năm 2020, Go Hee Sun tuyên bố ly hôn với anh Che Huynh, đồng thời đăng tải nhiều thông tin gây sốc như chồng cũ miệt thị ngoại hình, phụ bạc tình cảm và ngoại tình với bạn diễn. Những lời buộc tội của Go Hee Sun khiến sự nghiệp của anh Che Huynh sụp đổ, còn công chúng hết lòng bên vực nữ diễn viên Vườn Sao Băng. Tuy nhiên, phía anh Che Huynh đã đưa ra nhiều bằng chứng để phản bác những thông tin của vợ cũ đưa ra. Sau thời gian dài đấu tố, dư luận đổi chiều, phần thắng tạm nghiêng về phía nam diễn viên Beauty Inside. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, cặp đôi đồng thuận ly hôn, chấm dứt mọi cuộc tranh cãi và không còn liên quan đến cuộc đời của nhau. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Go Hee Sun tiết lộ đã giảm 14kg sau khi ly hôn. Nhờ đó, cô tự tin xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Mới đây, nàng cỏ đã xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Junsa 2021, khoe làn da trắng và gương mặt xinh đẹp chiếm trọn spotlight. Không chỉ sự nghiệp mờ nhạt mà đường tình duyên của Go Hee Sun cũng không mấy suôn sẻ. Tháng 1 năm 2021, nữ diễn viên công khai đang hẹn hò khi đã cân bằng lại cuộc sống. Cô không công khai danh tính bạn trai mà chỉ tiết lộ cả hai rất ít gặp nhau ngoài đời. Nữ diễn viên tâm sự, tôi không thích mẫu đàn ông bám dính lấy tôi thật sự không thích những người ăn bám. Go Hee Sun giải thích về việc chỉ gặp bạn trai mỗi tháng một lần. Khi mới bắt đầu hẹn hò, Go Hee Sun đã từng nghĩ đến chuyện làm đám cưới, cô chia sẻ. Trước đây tôi chưa tổ chức lễ cưới, vì vậy nếu kết hôn một lần nữa tôi sẽ tổ chức. Tôi mong muốn sẽ mời những người mà tôi thích nên đã lập một danh sách khách mời, nhưng mà nó dài hơn tôi nghĩ, có tới hơn 10 người. Mặc dù vậy, chuyện tình cảm của cô và bạn trai đã không thể có cái kết tốt đẹp. Nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận chia tay với người đàn ông này thông qua bài đăng trên mạng xã hội. Từng là ngôi sao hạng A sau thành công của Vườn Sao Băng và có cuộc sống đáng ngưỡng mộ, giờ đây Go Hee Sun chỉ còn được nhớ đến qua vụ ly hôn ồn ào với An Che Huynh.